qua cô má. Mấy khi khách quý đến chơi nhà, bếp than quạt nước, thua trà em mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mới chén cho chúng em vui lòng. Em muốn cho sông Cà nước liền, để em đi lại kẻo phiền đò sang. Vào chùa thấy chữ linh nhan, gần chùa mà chẳng bén di hương chút nào. Sáng trăng xuân, sáng cả vườn đào, ba bốn người ngồi đấy, có người nào còn không? Có lên trăng, cho chị hai chị ba chúng em được xét sợi chị Hồng. Và sau đây xin mời gia đình cùng toàn thể các vị khách quý đến với chị hai chị ba chúng em qua câu hát Khách đến trên nhà, một làn điệu dân ca quan họ Lời Cổ. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
Hãy subscribe.
Sao em cười